Mời các bạn lại đến thị trấn Minh Đức đắp phù điêu mình nhé. Đây là cái mẫu phù điêu hôm nay mình đắp nhé, mời các bạn tham khảo. Mời các bạn theo dõi chi tiết video nhé. Thank you.
Đấy, quá trình cái con phù điêu anh em mình đắp nó diễn ra như vậy nhé. Mời các bạn tham khảo mẫu này để đi tác nghiệp cho các công trình. Con phù điêu này mình đắp ở thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên các bạn nhé. Thôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Các bạn xem video vui vẻ.